Chào các bạn. Mình Lão Bí đây. Hôm nay mình sẽ làm một chủ đề khá nhiều bạn quan tâm. Đó là giữ cái nhàn dàn nhựa nhám của xe máy như thế nào. Nhựa nhám thì nhiều mà, Win, F, Rider có cả. Trên thị trường thì có nhiều cái chai dưỡng nhựa nhám lắm, như là Donut Extreme thì mình đang xài đây, hoặc là Chim Restore. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái chai Donut này để thực hiện cái quá trình bảo dưỡng xe nhé các bạn. Nói về xe thì xe mình là nguyên trạng, chưa không có dán đề can gì hết. Khi mà dưỡng kể cả nhựa bóng lẫn nhựa nhám, đen hay màu, các bạn đều phải rửa xe sạch sẽ. Tại vì sao? Tại vì á, cát bụi nó ở trên cái dàn nhựa vỏ xe. Khi mình dùng cái dưỡng này cùng khăn bay mà này mình chùi, là nó sẽ kéo từ vết chỗ nhựa này ra chỗ nhựa khác, dẫn tình trạng là xe bạn bị xước nặng hơn. Cái thứ hai, nếu mà không rửa thì cái hiệu quả có chỗ thì ok, có chỗ thì nó không ok, tại vì nó lẫn bụi mà, nên có chỗ bạn thấy nó đen đẹp, có chỗ bạn thấy nó bạc đó. Và đồ nghề dưỡng thì đơn giản lắm, bạn có thể mua một chai Sonat Extreme như mình. Tip này là 250ml cộng với một cái khăn. Khăn này là khăn mềm nha bạn. Đầu tiên các bạn lấy cho mình một miếng nhỏ thôi. Đây mình sẽ xem. Miếng nhỏ như vậy nha. Đừng ham cho nhiều. Cho nhiều nó mệt lắm. Đó. Cỡ phải là hơi nhiều đấy. Rồi tiếp theo các bạn lau lên phần xe. Đó. Lau nhẹ thôi. Cái chai Solat Extreme này, Nano Pro Gel này, nó có cái mùi thơm, những mùi thơm của nước trà vậy, thơm lắm. Bước 1 là bạn phủ lên nha, phủ đều lên. Rồi. Bước 2 là mình mới bắt đầu mình lau. Mình cứ lau vòng tròn. Lau sao tán đều cái dung dịch này. Các bạn thấy không? Bạn tán đều một lớp thật mỏng các bạn nhé, đừng ham dày. Cái này dày không ăn được đâu các bạn, cứ mỏng thôi. Cái dung dịch này dạng treo. Đó, các bạn cứ nó thật mỏng. Thật mỏng, càng mỏng càng tốt. Đó, các bạn xong lớp mỏng lên. Cái Nano Pro này ấy, thì chỉ xài được cho nhựa nhám các bạn nha. Các bạn thấy không? So sánh giữa hai bên, một bên là có xài này, một bên là mình chưa đánh này. Hai bên này thấy không? Nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Thế cứ đấy một cái đánh thôi. Cứ đánh dần dần lên. Cứ xoa nhẹ nhẹ thôi. Xoa này thì các bạn không cần dùng lực nhiều đâu. Đừng có cắn răng cắn lợi làm gì. Xoa này nó nhẹ nhàng. Đó, cứ xoa. Cứ. Cho đi các bạn nha. Tại mình vừa quay, vừa làm. Nên nó vừa rung xíu.
cứ thế mình làm thôi, cứ tiếp tục hết cái phần nhựa nhám của xe. Đánh bóng này thì mình mất khoảng độ, nếu mà lâu thì khoảng nửa tiếng, còn nhanh thì mất khoảng 15 phút là xong. Nano này thì nó bao gồm các hạt nano siêu nhỏ, vừa có tác dụng là dưỡng cái nhằn nhám, vừa có tác dụng là nó tạo cho bạn một cái hiệu ứng hiệu la sen khi mà xịt nước vô á. Cái sợ cái hạt nước là cái nano để dùng để giữ nhựa bạn nhé. Bạn nào mà có cái muốn là phục hồi, tức là từ nhựa bạc màu thành như mới thì không thể nhé. Cái nano này chỉ là một phần thôi. Bạn muốn phục hồi thì bạn phải dùng Chim Restore. Đánh nước thật là mỏng các bạn. Lưu ý là khi mà rửa xe xong các bạn nhớ là phải lau khô xe nhé. Lau khô xe mới xài được cái này. Chứ mà còn để ướt mà xài này là nó cũng không có tới đâu đâu bạn. Đó, cứ làm từ từ thôi. Chai này trên thị trường thì mình thấy đang bán khoảng cỡ 250.000. Mỗi lần mình xài chút xíu à. Moments later. Đây mình cho các bạn xem thành quả hơn 30 phút xoay tay của mình nha. Các bạn thấy không? Xem rõ không? Đèn như mới, như trong hãng này. Cái Nano Extreme Nano Pro này ấy, là nó chỉ dưỡng thôi các bạn nha. Đó thì có những vết tự nhiên, các bạn thấy không? Vết xước này. Đó. Nó sẽ không thể nào hết được. Cái này mình chịu thôi. Cái này những vết này mình phải dùng giấy nhám mịn, siêu mịn ấy. Mình chà. Xong mình dùng Chim Detox. Mình lau lên thì nó mới như mới được, còn Nano Pro nó chỉ như vậy thôi. Đó này đâu,
thấy không, xe mình rất là mới, tại vì cứ định kỳ khoảng một tháng mình sẽ đánh cái Sonat một lần, nhưng mà cũng hơi cực xíu, nhưng mà cơ khi xe mình mới thích ai thích mình. Vâng. Đặc điểm một cái Sonat này, đặc điểm cái Sonat này là nó tạo cái màu đen tự nhiên, chứ không phải là màu đen bóng 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 hoặc màu đen gì để giả mạo. Cái phần này thì cái này chỉ dưỡng thôi các bạn nhé. Mình nhắc lại, nano extreme pro là dưỡng thôi, cái bảo mà nó phục hồi 100% như ban đầu thì đó là không thể nào được. Khi đã xước thì dùng cái cách khác, không thể dùng cái cách này được. Mình thấy có một số bạn khuyên dùng cà na đánh để tẩy vết xước, nhưng mà cẩn thận nha, cà na có vết tẩy rất là mạnh. Các bạn mà dùng nhựa nhám á, tẩy hồi nó thành nhựa bạc á, đáng chịu á. Thế mình nhắc lại là cái Sonat Extreme Nano Pro này chỉ có sử dụng cho nhựa nhựa nhám này, thì nhựa mà không sơn ấy, không sơn các bạn thấy không? Và nó sẽ gần nhám nhám rồi, nó nhìn giống nhựa như bạc. Chứ còn các bạn mà xài cho nhựa bóng ấy, ví dụ như là xe này có thành bóng, nó bóng giống như cái đèn ấy, đó, thì nó lại không hiệu quả như vậy. Còn bóng nó lại xài cái kiểu khác, mỗi cái dung dịch có một cái đặc điểm khác nhau. Xe mình hiện tại đã gần 19.000 cây rồi, như mới. Xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn có ý kiến khác hoặc câu hỏi gì comment bên dưới nha, và nhớ subscribe kênh mình nha. Bye bye.